Ông Tây U80 lặn lội sang Việt Nam tìm bạn đời, lần đầu gặp chóng váng vì khác xa so với trên mạng. Nhờ cuộc gọi nhầm định mệnh, ông Thomas không ngờ có thể làm quen được với người phụ nữ Việt kém mình tới tận 30 tuổi. Ở tuổi ngoài tứ tuần, chị Hà Thị Huệ ở Biên Hòa, Đồng Nai chưa từng nghĩ sẽ đi thêm bước nữa kể từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị Huệ là ca sĩ tự do, hay còn được biết tới với cái tên Lily Thanh Huệ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, chị còn làm thêm công việc song song liên quan tới ngành dược. Khi cuộc sống và công việc dần ổn định, thì tiếng gọi tình yêu một lần nữa đã chính thức gõ cửa trái tim người mẹ đơn thân. Cách đây khoảng 7 năm, chị Huệ quen và gặp gỡ ông Thomas Anthony Camera, 76 tuổi, quốc tịch Mỹ, một cách rất tình cờ. Ông Thomas là cựu chiến binh, hiện đang làm chủ một công ty tại Mỹ. Có lần, nhân viên người Việt của ông Thomas nghỉ về quê du lịch và để lại số điện thoại. Ông Thomas cố liên lạc, tuy nhiên vì bấm lộn một chữ số nên thành ra gọi nhầm sang cho chị Huệ vì múi giờ lệch nhau ông không hề biết ở việt nam đã quá nửa đêm ai đấy đầu dây bên kia giọng người phụ nữ vang lên chị huệ khi đó mới đi hát từ phòng trà về rất mệt và không muốn ai làm phiền trong lúc ngủ thấy người đàn ông nói tiếng anh chị huệ tưởng lừa đảo nên rất tức giận cô ấy mắng tôi xối xả tôi ngạc nhiên và cứng họng không biết nói gì nên cúp máy luôn ông thomas bối rối qua hôm sau Ông liên lạc được với nhân viên nên nhờ người này gọi lại cho chị Huệ để xin lỗi. Thông qua lời kể từ cấp dưới, ông Thomas mới biết chị Huệ là mẹ đơn thân, đang chăm sóc một cậu con trai. Từ đó, mỗi ngày, doanh nhân người Mỹ đều cố gắng nhắn tin, xin được trò chuyện phê tham với chị Huệ. Cảm giác người đàn ông này chân thành nên tôi mở lòng nói chuyện. Thế nhưng thời gian không được nhiều vì tôi vừa làm ca sĩ, vừa là dược sĩ. Giờ anh ấy ngủ dậy gọi cũng là giờ tôi mở nhà thuốc. Vừa lo bán, vừa lo nấu cơm nước cho con, nên tôi cứ mở Sky cho anh ấy nhìn, còn mình làm việc của mình, chị Huệ tâm sự. Ông Thomas đem lòng yêu chị Huệ từ cuộc trò chuyện đầu tiên. Doanh nhân Mỹ bối rối khi gặp bạn đời. Bản thân chị Huệ chỉ muốn cải thiện khả năng tiếng Anh chứ chưa tính tới chuyện xa hơn. Còn ông Thomas, mặc dù chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, thế nhưng trái tim ông đã cảm thấy vô cùng sao xuyến trước sự kiều diễm, xinh đẹp của người phụ nữ Việt. Tôi cố tình khâu trang điểm, ăn mặc xấu, để nếu lỡ một ngày nào đó gặp ngoài đời, người ta đỡ bất ngờ, chị Huệ nói. Một thời gian sau, ông Thomas bàn giao lại công ty cho em trai, khăn gói qua Việt Nam gặp tình yêu định mệnh. Gặp chị Huệ ở sân bay, ông ngẩn ngơ mất mấy giây. Chị Huệ trang điểm, mặc một bộ váy lộng lẫy. Doanh nhân Mỹ quá đỗi choáng váng vì người phụ nữ đứng trước mặt trông khác xa so với mọi ngày. Anh ấy bối rối vì ở trên Sky tôi như bà già mà nay sao khác quá. Tôi kêu tên anh còn anh thì cứ nhìn tôi thật lâu, chị Huệ nói. Nhan sắc xinh đẹp của mẹ đơn thân khiến ông Thomas sao xuyến. Ban đầu chị Huệ tưởng ông Thomas chỉ 48 tuổi khi nhìn qua email. Hóa ra 48 là hai số cuối trong năm sinh của người đàn ông ngoại quốc. Nếu như muốn tìm hiểu nhau, tôi mong người đàn ông của mình thấp nhất khoảng 57 tuổi, cao nhất là 75 tuổi thôi. Lúc gặp tôi, Thomas đã 69. Anh ấy rất mừng, liền nói, anh nằm trong khoảng đó đó chị Huệ cười. Những ngày tháng ở Việt Nam, chị Huệ đưa ông Thomas đi miền Tây chơi, giới thiệu với gia đình, con trai và bạn bè. Sự tiếp đón nồng nhiệt, ấm áp khiến người đàn ông Mỹ cảm thấy giống như có một gia đình thứ hai, mở ra một thế giới mới đầy khác lạ. Hoàng, 22 tuổi, con trai chị Huệ ban đầu cảm thấy khó hòa hợp với ông Thomas, nhưng về sau hai cha con dần hiểu ý nhau hơn. Hoàng không kêu ông Thomas bằng ba dượng, mà rất vui vẻ gọi là ba tin tưởng người bạn đời có thể làm tốt vai trò một người cha và một người chồng trong tương lai, chị Huệ đồng ý cùng con trai lên máy bay rời Việt Nam, sang Mỹ định cư. Ở tuổi 47, nữ ca sĩ xinh đẹp đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân người Mỹ. Có người luôn chăm lo, cương chiều bên cạnh nên chị Huệ luôn cảm thấy yêu đời, hạnh phúc. Hạnh phúc ở tuổi 47 của nữ ca sĩ xinh đẹp. Ông Thomas thường hộ tống vợ đi hát. Mỗi lần thấy vợ được người hâm mộ quá khích vây quanh, ông thường nhắc nhở ngay, đừng tiến lại quá gần. Đôi khi hai cha con đứng khoanh tay, bận hai chiếc áo đen, nhiều người tưởng lầm chị Huệ có hai vệ sĩ tháp tùng. Thấu hiểu tính chất công việc của vợ nên ông Thomas chưa bao thấy lo lắng hay phiền muộn. Người đàn ông Mỹ nói, không cần bà xã phải thay đổi bất kỳ thói quen hay tật xấu nào và sẵn sàng chấp nhận hết mọi thứ thuộc về cô ấy.